Chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì hôm nay em giới thiệu đến quý vị con Carver MRX130. Con này nó rất khủng quý vị. Công suất ra lo của nó là 130W mỗi bên ha. Công suất rất khủng, đủ để thổi bay những cái tàu lo lớn. Thì con này nó có một cái hay là chỉnh được bass, mid và treble luôn quý vị. Đánh được hai cầu loa A, B, A cộng B. Con này thì quý vị đánh hai đôi loa bow thì quá tuyệt vời rồi, đánh loa những dòng loa bow quý vị ghép vào là tuyệt vời, đánh được hai đôi loa bow, những dòng loa bow, những dòng loa giật, đánh những dòng loa bỉ đã rất là hay, công suất rất khỏe quý vị. Thì con này nó có một cái hay là nó có một cái đường rề ở phía sau luôn quý vị, đường rề ao đấy. Thì đây con này công suất thì nó 500W nha quý vị, điện 120V, đây là dòng Mỹ ha, xuất Mỹ, nó có đường rời ao ha, quý vị có thể rút kim xuống cái bên. Nó hay cái chỗ đó là quý vị nó có cái chỉnh bass mid chép mà nó có lại có thêm cái đường rời nữa. Đấy, cái rề nào mà có chỉnh bit đó là cái rề nó chỉnh rất là tuyệt vời quý vị. Đấy, quý vị chỉnh rất là tuyệt vời. Ở đây thì con khá đẹp ha quý vị. Trong con này thì mức giá trong tầm tiền thôi, rất là dễ chơi. Chất âm là vượt tầm giá luôn ha. Vì đánh những dòng loa châu Âu, những dòng bê đúp, dòng Bender đánh rất hay luôn. Những dòng mà cần cái công suất lớn á, vì đánh rất là tuyệt vời ha. Đang đánh JBL SVA 1600 này, chất âm rất là tuyệt vời. Phía trước thì nó là cái bạc phay nhôm đây. Đấy, thích nhất là chỉnh bass biết chép mà lại nó có thêm cái đường rề đó quý vị, rất là tuyệt vời. Rồi em xin kết thúc video tại đây, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi, xin cảm ơn.